Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị an ninh 24 giờ. Hello bạn, thì hôm nay mình sẽ đi công trình nha các bạn. Mình sẽ thi công lắp đặt 6 con camera IP cho nhà 2,5 tấm. Thì tất cả những cái vật tư mình đã chuẩn bị đây nè các bạn. Đây mình sẽ lắp đặt cái đầu thu 8 cổng của hãng KB Vision nha các bạn. Cái model, cái mã của đầu thu là KXDAI8108H3 nha các bạn. Đầu thu 8 cổng nha. Rồi giờ mình sẽ khui cái đầu thu này ra cho các bạn xem nha. Đầu thu 8 cổng của hãng KB Vision nha các bạn. Thì đầu thu này nó có 8 cổng để gắn 8 cái camera analog nha các bạn. Đồng thời nó hỗ trợ thêm 12 camera IP nha. Các bạn muốn tìm hiểu thông số của đầu thu này thì các bạn comment ở dưới phần bình luận, mình sẽ gửi cái thông số cho các bạn nha. Nó add được 12 con camera IP nha các bạn. Ở đây mình thi công 6 con là dư sức rồi nha các bạn. Tiếp theo đây là 6 con camera IP mà mình sẽ lắp đặt nha các bạn, của hãng KB Vision nha. Bây giờ mình sẽ khui thử một con để cho các bạn xem bên trong của con này như thế nào nha. Đó, đây là cái camera mình sẽ lắp đặt nha các bạn. Cái đặc điểm của cái camera này nó ở chỗ là nó có cái cổng RJ45 nè và cái cổng nguồn nè. Thông thường mình lắp camera mình sẽ cấp nguồn vô cái dắt nguồn này, nhưng mà tí xíu mình sẽ không sử dụng cái dắt nguồn này nha. Mình không có dùng adapter đấu vô đây nha các bạn, bỏ qua cái này, mình chỉ sử dụng cái cổng RJ45 này. Đặc điểm của cổng RJ45 này là khi các bạn đấu cái sợi dây mạng từ cái đầu này qua cái switch PoE nha, thì tự động nó sẽ cấp nguồn trên cái sợi dây mạng nó luôn nha các bạn. Tại vì cái camera này nó hỗ trợ PoE nha, không có xài cái dắt nguồn này nha các bạn. Rồi đây là cái switch PoE nha các bạn. Mình sẽ sử dụng hai cái switch PoE 8 cổng để mình đi cái hệ thống camera này nha. Mình đi cái cổng cho nó dư xíu, sau này mình gắn thêm camera nó thuận tiện hơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khui một cái để các bạn xem cái switch PoE này như thế nào nha. Đó, thứ bộ hành dây nguồn. Switch PoE là gì? Tại sao mình lại sử dụng switch PoE để lắp đặt camera mà không sử dụng switch thường? Thì đặc điểm của cái switch PoE này là những cái cổng RJ45 nè bạn. Đây là những cổng tôi kêu là RJ45 nha, cổng kết nối mạng đó. Thì khi các bạn kết nối cái dây mạng từ cái cổng này qua bên cái cổng mạng của cái camera, qua bên cổng mạng của cái camera nè, thì nó sẽ vừa cấp tín hiệu cho camera, vừa cấp luôn nguồn cho camera. Mình không phải cấp nguồn cho cái đầu nguồn này nha các bạn, mình bỏ qua luôn, mình khỏi phải thi công cái đường dây nguồn riêng nha. Mình tích hợp cái cấp nguồn trong cái sợi dây mạng luôn nha các bạn. Đây là cái ổ cứng 2T nha các bạn, mình sử dụng của hãng Weston nha. Các bạn nhớ là lắp đặt camera mình sẽ sử dụng cái hãng, cái ổ cứng chính hãng nha các bạn, của Weston hoặc là Seagate. Ở đây mình chọn Weston nha. Lưu ý nha, sử dụng ổ cứng chính hãng, ổ cứng của hãng đó, không có sử dụng những cái ổ cứng mà renew hoặc là trôi nổi thị trường á. Khi các bạn lắp đặt lâu ngày nó sẽ bị nóng, nó dễ bị hư nha các bạn. Thì mình vừa review tất cả những cái camera đầu thu và những cái thiết bị mà mình sẽ lắp đặt cho cái công trình này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình đi tới cái địa chỉ đó, cửa cái nhà đó để cùng lắp đặt cái hệ thống camera này nha. Thì đây là căn nhà mà mình chuẩn bị thi công nha các bạn, 2,5 tấm nha. Đó, trước khi thi công thì mình sẽ set up tất cả những thiết bị linh kiện nè, mình set IP cho những cái camera này để nó không đụng IP nha các bạn. Đó, tiến hành lắp đặt những cái camera này vào những cái vị trí mà khách hàng yêu cầu đó. Ở đây không sử dụng nguồn riêng nha, mình sử dụng cái switch PoE. Đó, giờ bước lên trên lầu 1 nha các bạn.
mình sẽ lắp đặt ở đây hai con để quan sát cái khoảng không gian này và cái vị trí cầu thang nha. Các bạn thấy cái mô đâm của nhà mạng nó đặt ngay vị trí này. Mình sẽ đặt cái switch PoE kế bên nha các bạn. Mình sẽ cấp cái tín hiệu từ cái mô đâm nhà mạng qua cái switch PoE. Sau đó mình sẽ đấu 4 cái sợi dây mạng đến vị trí 4 con camera nha. Mình đi camera IP cho nên mình sẽ kéo 4 sợi dây mạng. 4 sợi dây mạng đó vừa cấp tín hiệu vừa cấp nguồn luôn nha các bạn. Đây, con camera thứ nhất mình lắp ngay vị trí này để mình quan sát cái sảnh, cái phòng khách của ngôi nhà này nha các bạn. Cái phòng khách rất là rộng nè. Mình quan sát hết khu vực này nha. Cách cái con camera đó là con camera thứ hai, ngay cái vị trí lên xuống cầu thang đó. Mình lắp ngay vị trí này để mình quan sát cái cầu thang nha các bạn. Cái người đi ra, đi lên, đi xuống ngay cầu thang nè. Đó, chụp ngay vị trí này nha. Xong xuống dưới tầng trệt. Đó, xuống dưới tầng trệt mình sẽ lắp hai con nữa nha các bạn. Ngay vị trí góc này mình sẽ lắp một con để mình quan sát cái nhà xe bên trong nha. Những cái vị trí này là do yêu cầu của khách hàng nha các bạn. Đó, quan sát cái nhà xe này. Rồi, từ cái trong cái nhà xe đó đi ra bên ngoài khoảng 20 mét đó các bạn, mình đi trên la phong một cái sợi dây mạng kéo dài ra bên ngoài, ra phía trước của căn nhà để mình lắp một con camera trên cái góc nè. Đó, vị trí ngay cái góc để quan sát cái mặt trước của ngôi nhà, sát ngoài đường á. Đi một sợi dây mạng nha các bạn. Đó, quan sát cái khu vực rộng lớn ở phía trước. Tất cả 4 con đó mình đi bằng dây mạng, mình kéo về trong cái switch PoE nha các bạn. Cái dây mạng này nó cấp nguồn luôn nè, mình khỏi phải đi nguồn riêng nha. Đó, chỉ cần đấu 4 sợi dây mạng này vào trong cái đầu RJ45 của con camera là nó sẽ cấp tín hiệu và cấp nguồn luôn nha các bạn. Tiếp theo mình bước lên trên lầu 2 đó, thì trên lầu 2 mình sẽ bố trí hai con camera nữa nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu 2. Ở trên lầu 2 này người ta đã bố trí, người ta đã lắp sẵn một cái wifi. Thì mình tận dụng cái wifi đó mình đấu qua bên cái switch PoE. Thì từ cái switch PoE đó mình đi hai đường dây mạng ra cho hai con camera quan sát trên khu vực này nha các bạn. Đó, mình đi theo cái nẹp, mình bo theo cái nẹp nè. Ngay cái vị trí cuối của cái lầu 2 này nè, mình lắp một con camera ngay vị trí này để mình quan sát cái khu vực này nha các bạn. Đó, nguyên một cái dãy phòng đó thẳng ra phía trước, quan sát cái đường đi này nha. Tiếp theo, ngay cái vị trí switch PoE mình đi luôn một đường dây ra ngoài sau của ngôi nhà để mình sẽ quan sát cái khu vực từ trên sân thượng đi xuống nha các bạn. Đó, trên sân thượng nó có cái cầu thang đi xuống đó, mình sẽ quan sát cái người đi ra vào ngay vị trí đó, ngay vị trí cửa để vô trong nhà nè. Đó, ngay cái modem nhà mạng mình bố trí cái switch PoE đó, bây giờ mình sẽ đi một đường dây theo cái đường này nè, thẳng lên. Mình sẽ đi trên la phong, giấu sợi dây trên la phong nha các bạn. Đó, đi tới cái vị trí của cái đầu thu. Đầu thu mình đặt sát cái tivi nha. Tại vì người ta xem qua tivi đó. Mình đặt sát cái tivi. Mình chỉ cần đi một sợi dây mạng xuống. Rồi mình sẽ đấu cái sợi dây mạng đó vào trong đầu thu. Đó, chỉ cần một sợi dây mạng thôi nha các bạn. Đây, cái đầu thu đây. Đi cái sợi dây mạng từ vị trí của cái switch PoE đó. Đi qua bên đây, đấu vào trong đầu thu. Ở đây nó có 8 cổng để gắn, có dây mình không có xài nha các bạn. Mình chỉ xài camera IP, đi một sợi dây mạng duy nhất, đưa qua tí xíu nữa mình ép camera vào trong đầu thu là xong nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình ép những cái camera đó vào trong đầu thu nha. Đó, lúc nãy bạn set cái IP cho nó, giờ bạn chỉ cần sạch là nó ra, sau đó bạn click ép vào là nó sẽ vào thôi nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã ép tất cả các camera IP vào đầu thu nha các bạn. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có nhu cầu lắp đặt thì hãy comment ở dưới phần bình luận á, hoặc gọi điện thoại trực tiếp để mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.